Hello mọi người nhá. Em xin phép được review cho mọi người xem một cái gốc cẩm lũa. Cực kỳ đẹp luôn. Cục gốc này là 2 tạ các bác nhá. Đây là nụ chùn sụn này, đây là lõi nha. Chùn sụn lũa đây. Rất là đẹp luôn, còn rất dày. Chỗ dày 7 8 phân, chỗ 5 phân. Dưới đây dày lắm. Lõi. Chùn sụn cực đẹp luôn các bác. Mặt sau là vẫn còn bám rác tươi nha. Đấy, ly. Ba chân rất vững. Cái đây của nó là được 50 này. Chùn sụn này các bác này. Lõi đây là lõi không ấy. Đục là cực vip. Kích thước cái gốc bọng này là cao 1m7 các bác nhá. Phần đây là 40, xuống đây là 50. Đế qua đây là 1m3. Rồi từ kia qua kia là 1m. Rất dày. Nụ chun xuân này các bác này. Trên đây thì mỏng nhất là 2 phân. Trên đây đường kính là được 30. Gốc này 2 tạ các bác nhá. Chậm chậm cho anh chị bạn xem. Sụn không đẹp đấy. Lũa này. Lũa thịt không nha. Lũa nạc không á, cực kỳ đẹp. Xuống này là lõi lõi đây, lõi. Lõi. Đục là vẫn ok. Đồng hồ hay là đục chim chóc và lá cành là đều vít. Đây là, phần đây là rác tươi. Ừ. 200kg đổ lên anh chị bạn nhé. Chưa cân nhưng mà dám khẳng định với các bác là 200kg đổ lên. Dạ vâng, anh chị bạn nào thiện chí lên hệ em số điện thoại 0338918991 nhé. Cần quá đẹp. Quá vip luôn. Thưa, lý thầy nhá cái máy gọi cho nên. Dạ dạ.